Tiếp nối video tuần trước, ở phần 2 này hãy cùng khám phá chi tiết những tính năng phức tạp trên mẫu code 1159 Universal cùng đồng hồ Duy Anh nhé. Để tận hưởng các hiệu ứng âm thanh đẹp đẽ thì các bạn có thể chuyển đổi giữa Grand Sonary, Petit Sonary và chế độ im lặng bằng cách sử dụng núm vặn có đánh dấu ở vị trí góc 2 giờ. Tính năng Grand Sonary sẽ cho phép điểm mỗi giờ và mỗi 1/4 giờ trôi qua, lặp lại giờ trước 1/4 mỗi lần mà không cần có sự can thiệp nào của người đeo. Ở vị trí Petit Sonary, đồng hồ sẽ chỉ điểm mỗi giờ, trong khi tính năng đổ chuông sẽ tự động bị tắt ở chế độ im lặng. Bộ lặp phút được kích hoạt riêng biệt với nút bấm ở vị trí góc 10 giờ. Tất cả chuông đều được cung cấp năng lượng bởi một thùng cót chuyên dụng được vấn xen kẽ với thùng cót chính. Tiếp tục đẩy mạnh thêm một bước nữa về giới hạn của tính khả thi, các kỹ sư và nghệ nhân đồng hồ của thương hiệu Audemars Piguet đã tạo ra cấu trúc Super Sonary cho chiếc RD4 và để lộ ra vẻ đẹp của cơ chế này, họ đã phát triển một hệ thống nắp lưng kép chuyên dụng bao gồm một lớp vỏ siêu mỏng bí mật và một bảng cộng hưởng âm mới chỉ dày có 0,6mm được chế tác hoàn toàn bằng sapphire, trên đó các tấm chiêng sẽ được gắn vào. Cơ chế lịch vạn niên bán Gregorian đã được hình thành để tối ưu hóa việc hiển thị cũng như là sử dụng các tính năng lịch, đồng thời chiếm ít không gian nhất có thể. Để làm được như vậy thì Caliber 1000 phải được xây dựng dựa trên những cải tiến đã được cấp bằng sáng chế của Caliber 5133, hợp nhất các chức năng lịch vạn niên ở một cấp độ duy nhất. Hệ thống cam cuối của mỗi tháng sẽ được tích hợp tương tự với bánh răng xe ngày để chuẩn xác cuối cùng của mỗi tháng, trong khi hệ thống cam tính tháng thì lại kết hợp với bánh xe tháng. Việc hiển thị các chức năng lịch vạn niên kết hợp với tính dễ đọc tối ưu với tính thẩm mỹ tinh tế. Các chỉ báo lịch đã được tách rời khỏi bộ đếm thời gian và được sắp xếp tối ưu trên một trục dọc. Ngoài vị trí hiển thị thứ, ngày và tháng có kích thước lớn lần lượt ở các vị trí là 9, 12 và 3 giờ, chiếc đồng hồ còn cho biết năm nhờ một cửa sổ hai chữ số nằm ở vị trí góc 4 giờ. Cuối cùng thì Universal kết hợp một hệ thống mặt trăng thiên văn nhảy tức thì sáng tạo. Hai đĩa đồng tâm trên đó in 6 vị trí của mặt trăng khác nhau kết hợp với nhau để tạo thành 10 hình ảnh truyền tải mô tả chân thực hơn về hình ảnh của mặt trăng nằm ở vị trí góc 8 giờ, màn hình cửa sổ của nó hài hòa và hoàn hảo với chỉ báo năm ở góc 4 giờ. Audemars Piguet đã phát triển một bộ máy siêu phức tạp với các chức năng tổng hợp Split Second Flyback Chronograph và đồng thời được sắp xếp và thiết kế với một diện mạo tối giản theo phong cách đương đại. Về tính năng chia dây, cơ chế này được chế tạo để tích hợp trong một độ dày của ổ bi của rotor ở trung tâm. Do đó, nó cho phép độ dày tổng thể của bộ máy giảm 1,1mm xuống còn 8,75mm. Hoạt động của đồng hồ bấm giờ tương đối đơn giản. Núm vặn ở vị trí 2 giờ với biểu tượng nốt nhạc phía trên nút bấm tích hợp khởi động và dừng đồng hồ bấm giờ flyback. Nút đẩy của núm vặn ở trung tâm vị trí 3 giờ được dùng để kích hoạt tính năng chia dây và nút ấn ở vị trí 4 giờ sẽ kích hoạt flyback và zero reset. Universal được trang bị Flying Tourbillon ở vị trí 6 giờ, hoàn thành một vòng quay sau mỗi phút để điều chỉnh tác động của trọng lực lên độ chính xác của đồng hồ. Chiếc lồng dao động này cho thấy một phần trái tim đang đập của cỗ máy đa cơ chế cực kỳ phức tạp ở bên trong, bao gồm cả bộ dao động biên độ lớn của nó. Thật tuyệt vời phải không? Bạn nghĩ sao về mẫu đồng hồ này? Nếu có gì cần góp ý hay những thông tin thêm thì hãy để lại ở phần bình luận. Và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Duy Anh cũng như là fanpage của đồng hồ Duy Anh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Duy Anh Watch, đại lý ủy quyền chính thức các thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Truy cập đồng hồ duyanh.com để biết thêm chi tiết.